Hello các bạn, hiện tại bây giờ là Duy đang ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là một trong những huyện giáp với lại biên giới nước bạn Vương quốc Campuchia. Và Duy đang đứng trên cây cầu Sập. Cầu này là con đường chạy thẳng qua biên giới, qua cửa khẩu biên giới các bạn. Nhưng mà đây là còn bên địa phận của Việt Nam, cho nên chúng ta có thể quay hình được. Nhưng mà đến khi nào mà chúng ta nhìn cái chỗ nào mà người ta cấm, người ta không cho mình quay hình thì mình sẽ ngưng ngang để mình có thể bị bắt thấy máy. Dạ con chào chú ạ. Chào cô ạ. Cô chú cho con hỏi đây là đường qua cửa khẩu hả cô? Như vậy mình đây đến đó khoảng bao nhiêu km nữa là mình không được quay phim cô? Tới cửa khẩu nó có tấm bảng phải không cô? À đúng rồi. Dạ. Nó có cái cây bỏ ngang rồi. Dạ. Cho mình qua. Tức là nó không cho mình quay phim. Đến khúc nào mình biết là mình không được quay phim. Mình có quay nhưng mình nó ra thì mình nói mình không biết. Ông chú ơi, lúc đó nó có tịch thu máy không ta? Không đâu, dễ gì. Nó dạ. Cho là nó làm rồi. Cô chú đang chuẩn bị qua quay bến. Quay là trạm nó mới làm thôi. Chờ, dạ, dạ. Bây giờ xin lỗi con hỏi cô chú, đây tới trạm nó còn khoảng bao nhiêu km? Tới rồi. Chục cây à? Dạ. Wow, các bạn ơi, thì Duy làm clip là đôi khi Duy cũng làm liều một cái. Biên giới bất cứ quốc gia nào người ta cũng cấm quay phim hết. Nhưng mà đây chỉ còn chút xíu nữa tới, cô dùng cái từ chút xíu nữa tới có nghĩa rằng chắc phải là vài trăm mét nữa là chúng ta tới biên giới nước bạn Campuchia. Thì chúng ta có thể không quay clip nha các bạn. Nhưng mà Duy cố gắng quay clip để làm kỷ niệm chứ Duy không có ý đồ gì hết. Bây giờ các bạn đừng có bắt chước Duy làm liều chạy tới cửa khẩu rồi bắt đầu mới tắt máy, lúc đó người ta lấy máy à. Mà Duy thì Duy sẽ chủ động trước. Rồi mời các bạn cùng đi với Duy. Dạ con cảm ơn cô chú ha. Chạy lên đó là có một cái bãi Đông Dương bên tay mặt này nè, tá thị trên. Dạ. Bãi Đông Dương. Bãi Đông Dương. Tại sao mình biết tới bãi Đông Dương có để tấm bảng hả? Không, cái chưa tới tấm bảng. Tới đó cái bãi đó là mới lên trên đó mới có tới tấm bảng. À vậy là con muốn biết cái bãi đó Đông Dương thì con phải làm sao? Mình quay phim tới đó mình quay trên tao đâu nói gì đâu. Rồi con cảm ơn cô chú ha. Rồi con chia tay cô chú. Rồi nghe cô chú nói chạy lần gần lên phút trên này có cái bãi Đông Dương. Nhưng mà Duy định hỏi là làm sao biết bãi Đông Dương, có nghĩa là cậu đó có để tấm bảng là bãi Đông Dương hay không. Nhưng mà cô chú nói thì theo mình biết là cô chú không có biết cái ý của mình hỏi. Nhưng mà không sao, chúng ta phải cẩn thận. Coi như chỉ còn một đoạn đường ngắn vài trăm mét bước thôi hay là vài trăm mét đó thôi là Duy đã đến cửa khẩu nước bạn Vương quốc Campuchia nha các bạn. Chúng ta còn đứng bên phía địa phận Việt Nam, chúng ta vẫn còn quay phim bởi vì chưa có tấm bảng cấp. Chúng ta quay phim với hình thức là làm clip vui chơi, chúng ta không có được ý đồ gì hết. Chúng ta không nên làm một việc gì hết để vi phạm luật pháp quốc gia này. Chúng ta sống trong một quốc gia nào chúng ta cũng phải tôn trọng luật pháp của đó. Trước mặt của Duy là cầu Vĩnh Tế nha các bạn. Ở đây là chúng ta ngó thấy một tấm bảng, có thể là đó tấm bảng đó để là vùng đai biên giới thì mình hỏi chị cho hỏi thăm ở đây là tới cửa khẩu cho chị. Khu này là người ta không cho quay phim không? Dạ em quay phim làm kỷ niệm thôi chứ không ý nghĩa, không ý đồ gì hết. Dạ dạ cảm ơn anh. Chạy lên tí chạy tới chỗ cái bảng cây xăng không? Qua cầu quay lại. Wow, cầu đó là gọi là cầu Hữu Nghị hả? Dạ, cầu qua trạm. Bên cầu từ anh ơi, bây giờ em có bách bo. Em qua bên Campuchia chút xíu em chơi được không? Chơi cũng được. Nhưng mà mình phải tháo này ra. Các bạn ơi,
mình có thể dùng bách bo mình sang nước bạn Campuchia mình chơi xíu, nhưng mà phải không được quay phim nha. Rồi cảm ơn mấy anh ha. Rồi, chúc mấy anh luôn luôn bình an và hạnh phúc. Dạ mà. Có nghĩa là chúng ta có thể là quay tới nhà chỗ cây cầu thôi nha các bạn. Đó, phía trước là cây cầu, đó là cầu Hữu Bị. Thì qua cây cầu bên kia đó là thuộc địa phận Vương quốc Campuchia. À đây, đây trước mặt chúng ta là Việt Nam Cambodia Friendship and Cooperation for Mutual Development. Tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia hình như là gần gần như vậy. Nói chung là đó là cửa khẩu các bạn. Đó, chúng ta có thể vào đó là xuất nhập cảnh được đó. Nhưng mà xa xa là cách có thể là duy tuân thủ luật pháp quốc gia của các nước trên thế giới, ngay cả luật pháp của nước Việt Nam chúng ta. Thì đến đây thôi, chúng ta nên tạm ngưng, cắt camera không được quay nữa. À, không biết qua bên cầu đó là có sao hay không? À, qua cầu quay trở lại. Thử rồi ha, bây giờ mình thử qua cầu này ha. Mình cũng làm liều các bạn ơi. Có gì mình xin phép mình đồng ý nha, với lại nhà chức trách là mình xóa clip phim này nếu mà người ta không cho. Rồi đứng đây đi. Em cầm máy em quay, anh đứng giới thiệu. Rồi tới đây được rồi, Duy cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Duy ha.